Vâng, xin chào các bác nhé. Hôm nay lên cho bác mấy mã ăn được cơm thì buổi tối mai em like các bác nhé. Cũng có ít được nồi cơm các bác ạ. Thật các bác đời này chờ đợi lâu quá nó không có hàng đẹp. Thì nói chung hàng có tầm trung trung và cũng tương đối được thôi. Thì hôm nay em lên video mời mã ăn được cơm. Bắt đầu có chung một cầu mua cái nồi nào thì bác liên hệ cho em theo số điện thoại cộng Zalo nhé. 0382 860 468. Tất cả mặt hàng em ship toàn quốc và có cọc. Để các bác lưu ý dùm em nhé. Hôm nay lên chục mã ăn được cơm. Còn mai em bắt đầu like, mai thì like để có phần quà cho các bác vào chung vui cùng kênh các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Mắt đầu tiên lên các bác là Panasonic vuông này. Cái nồi này rất đẹp này. Đấy, đẹp này. Thành quát 07 vỡ nhé, đắt 2020, rất cao luôn. Nồi này công suất 1180 này. Mặt mũi pin đẹp, nồi này ngoại hình đẹp. Dòng bao điểm các bác này. Đấy, vuông như này đẹp được các bác nhé. Học rất sạch luôn. Làm được con. Bao đẹp luôn các bác nhé. Bao đẹp luôn. Cái nồi này đẹp nó thật các bác, đạt trên 95%. Cái nồi này gần như thiếu thùng xốp các bác nhé. Đây này các bác này. Đấy. Cái này về em nghĩ thì các bác chỉ cần là cũng lau qua thôi, chứ không cần vệ sinh. Lau qua đi xong các bác đưa cho khúc miếng các bác test một lần thì các bác nấu luôn nhé, không cần phải nhiều. Đấy, màu này rất đẹp. Màu này đạt được trên 95%. Mã này mã số 1 là em bán các bác giá bao nhiêu? 800k. Nó đẹp nên em bán như vậy các bác nhé. Đấy, 1 800k. Mã số 2 lên Hiroshi này. Màu này thành quát bằng nhựa màu trắng. Đấy, cũng màu này cũng rất đẹp này. Công suất 1105W, dung tích 1 lít nhé. Đắt 2014. Đẹp này các bác này. Ui giời. Doang này cũng đẹp các bác nhé. Doang này. Doang đẹp này, rất xanh luôn. Cái đời về ngoại hình. Bên trong bên ngoài cũng đẹp các bác nhé. Lòng đẹp này các bác này. Đấy. Lòng này là đẹp rồi các bác nhé. Nó đi bán nhanh các bác đó bao nhiêu? 600k rồi. Bán nhanh 600k các bác nhé, mã số 2 600. 600k mã số 2. Mã số 3 lên Banafast này. Banafast, cái dòng này siêu bền các bác đã biết rồi đấy. Chất lượng cơm các bác yên tâm nhé. Hãng còn dơ một chút thôi. Đây, dơ chút thôi. Cái này các bác nào nhưng em nghĩ chắc chỉ mất tầm 2 phút để vệ sinh xong. Đã 2015, công suất 1001, dung tích 1 lít nhé. Đó, ngoại hình này tương đối. Doang này nó hơi ngả chút cho nước này. Doang ngả chút cho nước còn rất bền quá nhé. Rất bền luôn. Học sạch, doang xanh. Lòng cứ đưa qua này. Lòng bao đẹp luôn. Đấy, hãng còn nhóng nhánh anh thông tuyến nhé. Hãng còn nhóng nhánh anh thông tuyến các bạn. Đấy, có thấy chưa? 550k. Mã số 3 550k. Các bác đã xem video nhớ cho em xin những nút like, những chia sẻ nhé. Còn bác nào chưa đăng ký kênh làm ơn em xin nút đăng ký kênh, cảm ơn các bác rất nhiều. Lên cái bác đồ Mitsubishi này. Các bác lưu ý nhé, dòng Mitsubishi, Hitachi và Toshiba này các bác sử dụng cục 20A các bác nhé. 20A là 20A đủ đấy các bác. Các bác đừng mua cục thiếu nhé. Thành quách đây. Tương đối ok. Có móc một chút xíu này. Đấy. Công suất 1115W. Đắt rồi này 2011. Mặt mũi đây tương đối sáng sạch. Doang bao đẹp luôn. Doang bao đẹp luôn. Lòng sau này thì vẫn nấu bình thường các bác nhé. Có chút muối tiêu vẫn nấu bình thường. Cái này thì không ảnh hưởng đâu. Các bác nấu thoải mái. Đấy, người ta sử dụng 13 năm rồi. Thì các bác sử dụng 10 năm nó bình thường nhé. Mã này là mã số 4 này. Mã số 4 là này bán cho các bác bao nhiêu? 320k này. Chất lượng cơm vẫn cứ ngon các bác nhé. Chất lượng cơm vẫn cứ ngon. Cái lòng này nó có hơi chống một chút muối tiêu thôi. Đấy, chỉ có 320k.
quét đây, không móc méo này. Đấy, đát 2011 công suất 1210W, công suất 1210W nhá, và này bằng nhựa, cái màu nó không nổi bật các bác nhé, màu nó không được nổi bật nên nó không sáng, nó trông nó không được đẹp lắm nhá. Dòng liền bao xanh, dòng liền bao xanh. Lòng nữa các bạn này, lòng tương đối ok, chỉ có một vết này, rất bé xíu rồi, rất bé xíu được các bác nhé. Đấy, rất đẹp, kể cả ngoại hình rong xoong, lòng nó chỉ có một vết bé xíu rồi. Các bác nấu thì còn hư, còn lâu mới hư được nhá. Mã này mã số 5, lần này bán được bao nhiêu? 400k cho nhanh này, 400k. Hitachi, luôn này thành quách thì sáng này, à, sáng này, đẹp, không bóp méo nhá, công suất 1400, đắt 2012, mặt mũi đây, có bị cấn một chút cho này nhưng rất bé xíu này, cái dòng hi thì đa phần vậy, còn lành lặn hẳn thì nó có nhưng nó ít lắm thôi nhá. Dòng bao mềm, tương đối đẹp, bao mềm luôn. Lòng này thì vẫn nấu bình thường, vẫn tạm chấp nhận được nhé, còn lâu mới hư được các bác ạ, lâu mới hư được. Lòng này thì bán nhanh như các bác, giá 280k này, 280k. Mã này là mã số 6, 280k. Số 6, 280k. Mã số 7 lên Yoshi này, nó để thành quách đây, không móc méo này, tương đối được, có hơi sức chút nano, công suất 1230W, dung tích 1 lít, đắt lần này 2005, lần này thì cũng gần 20 năm rồi, mặt mũi hơi sức sang chút thôi, gần 20 năm rồi quách đấy. Doang này ok này, mềm, rất mềm luôn, tương đối xanh. Asus đi đây, lần này là tương đối đẹp này. Đấy, cũng có một các bác nhìn ấy, nó trắng trắng, nó rất bé đấy, các bác nhìn thật tinh thì mới thấy nhá. Đấy, nó không đáng bao nhiêu đâu các bạn, nói chung như lòng Yoshi thế này là quá đạt rồi, rất sạch sẽ đẹp nhá. Hình thức thì bên ngoài thì cũng được chứ không được xuất sắc các bác nhá, đẹp xuất sắc thì nó này tương đối cao. Mã này mã số 7 này, nó đến bán được bác ra bao nhiêu? 600k, 600k các bác nhá. Mã số 8 đến bác được Sanyo này, dòng sang xoài này, nồi này thành quách ok, đáp này 2011, công suất 1200, cái nồi này thì bữa trước em lên rồi này. Đấy, cái này các bác về lau vệ sinh được bao đẹp nhé, kể cả thành quách không móp méo này. Đấy, và cái dòng này bao xì các bác nhé. Đấy, dòng đẹp này, dòng như này là đẹp này. Đấy, áp xuống đi đây, dòng này bao xì các bác nhé, bao xì. Cái dòng này bao xì thì cơm mới ngon được các bác nhé, các bác lưu ý đúng không, tất cả các bác đã sử dụng dòng sang xoài các bác đã biết đấy, thì bao xì thì chất lượng có mới ngon được, lòng đẹp này. Đấy, lòng đẹp nhá. Nó này em bán được bao giá bao nhiêu đấy? 8 này, mã số 8 rồi, em bán được bao giá 750k bao xì nhá, bao xì 750k bao xì. Nếu mà thường thường thì 10 cái nồi san xoài thì may ra được 2 đến 3 cái là không xì được các bác nhé, các bác nên nhớ như vậy. Để các bác muốn mua ở shop nào thì mua nhé, em khuyến cáo như vậy thôi. Mã số 9 lên bát của Panavat này, nồi này thành quách đây. Đấy, có hơi cấn một chút này, đẹp, không xước sát, đắt 2015, công suất 1100, dung tích 1 lít, mặt mũi tương đối ok được con này. Doang thì mềm thì vẫn rất mềm các bác, đây lôi thoải mái này. Đấy, có điều nó còn nứt tốt nhé, còn các bác muốn xanh thì cứ báo em sẽ tẩy cho nhé, học sạch. Nói chung ngoại hình này kể cả xoong là đẹp. Đấy, nhưng có điều là cái doang thì nó hơi ngả chút trong nước thôi, chứ còn nó vẫn mềm. Nó này em bán này các bác ra 480k, mã này mã số 9, 480k. Cái dòng này siêu bền, bao bền các bác nhé. Mã số
10 nó lên Mitsubishi này, thành quát sáng này, chỗ này hơi móc một chút các bác nắm này. Đấy. Công suất 1050W, đắt 2015. Mặt mũi đây. Ui giời ơi, sao bên trong lại đẹp thế? Dòng bao đẹp nhưng gần như chưa sử dụng này. Đấy. Bao xanh như kiểu chưa xài. Vậy nên so mới đẹp các bác nhé. Lòng xoong như kiểu chưa xài này. Đây là vết bẩn này. Đấy, các bác thấy chưa? Lòng xoong chưa có dấu hiệu xài các bác nhé. Đấy, các bác thấy chưa? Nó này em bán nhanh đi các bác, giá bao nhiêu? Thôi. Bán nhanh đi các bác, giá 450k này, mã cuối line này. Mã này mã số 10. 450k mã cuối line. Bác nào có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ cho em theo số điện thoại cộng Zalo 0382 860 468 nhé. Tất cả hàng ship toàn quốc và có cọc. Video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong buổi live tối mai nhé. Mong các bác vào ủng hộ và có phần quà nho nhỏ. Và phần là cảm ơn các bác luôn luôn đồng hành cùng kênh. Chào các bác nhé.